chào các bạn kinh xem cách 24 giờ. Ducati 1198S đậu huyền thoại trong làng Superbike sân đồi. Ducati 1198S là Superbike lừng danh một thời, sử dụng cái máy Eos sân đồi mạnh mẽ hàng đầu từ trước các mẫu Benelli được trình làng. Với những nhiều biker kết thời trước series Benelli gồm có 1199, 899 và 959 và gần nhất là 299 ra đời. Ducati 1198S là một chiếc xe sở hữu những cú đề ba khủng khiếp nhất từ trước với những đối thủ sừng sỏ cùng thời. Ducati 1198S đậu huyền thoại trong làng Superbike sân đồi là dòng xe với hệ thống khung sườn mặt cáo. Phần đầu thì thon gọn, đẹp mắt nhằm tăng thêm cái khả năng lướt gió và giảm ma sát khi diễn lột đầu. Tổng thể khoác trên mình một cánh đen bóng bẩy và thay cho màu đen, thay cho cái màu đỏ truyền thống của nhà Ducati. Và những phụ kiện trên xe được mặc định như các thương hiệu nổi tiếng như là Rembo, Rizoma, Mercedes vân. 1198S sử dụng góc đường để lộ cái bộ mâm 6 chấu thể thao. Ống xả kép mặc định được đặt dưới cái đèn lái làm cho chiếc 198 trở nên thể thao hơn với thương hiệu Tecnogomi. Đầy lôi cuốn dưới góc nhìn từ sau tới. Ducati 1198S được trang bị cái máy Elstein và đương nhiên nó sở hữu cái lượng mô men sắn là cực kỳ cao, khiến cho cái chiếc xe này có gia tốc ban đầu thuộc loại mạnh nhất nhì trong làng cái siêu mô tô. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất trong vòng là 3 giây trước khi đạt ngưỡng tốc độ tối đa 299 km/h. Chân dung huyền thoại lừng danh thời của nhà Ducati. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.